Ở thành phố Đà Nẵng xin được trân trọng kính mời lên có đôi lời phát biểu chúc mừng sự kiện lịch sử sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đồng chí Kiên Sư Phu Ma Chân, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa quý vị chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng và cùng lãnh đạo. Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn lưu học sinh, sinh viên Lào thân mến. Lần đầu tiên thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Đà Nẵng, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới Quốc Vương May 1564 đến đồng chí Vin Say Phong Ma Chân, Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng và phu nhân, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, cùng các bạn sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học tại Đà Nẵng và người dân Lào đang sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố. Cũng như tất cả nhân dân các bộ tộc Lào hôm nay, một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Tặng Phật, nghi thức cưới nước thơm lên đường Phật là một hoạt động không thể thiếu trong dịp Tết Quy Nguyên May ở Lào diễn ra vào tháng tư hàng năm. Trong ba ngày Tết, chùa chiền dùng các màn cờ hoa rực rỡ được Phật vương trước ta đặt ở sẵn để người dân thực hiện nghi lễ tặng Phật. Họ cung kính quẩy nước thơm lên các bức tường. Nước thơm này được chế từ nước để dầu hơi ở các cánh hoa đồng phun. Cùng với lời hoa vàng duyên dáng nở rộ khắp chùa Tam Bảo cùng nghiệp Quy Nguyên May, hoa đại vàng, hoa đại đỏ, hoa khô sa ca, hoa sứ, hoa sa la, người nào tin